Xin chào bạn à. Hôm nay ChatGPT đã ra một phiên bản mới là ChatGPT 4O. O là viết tắt của chữ Omni. Thì phiên bản này có những cái cải tiến rất là đáng kể so với ChatGPT 4. Ngoài việc mà viết văn bản, tạo hình ảnh giống như trong bản ChatGPT 4 thì bây giờ bản 4O này còn có khả năng gọi điện thoại trực tiếp và giống như video call, chúng ta có thể yêu cầu ChatGPT dịch thuật ngay lập tức những cái tài liệu mà chúng ta quay video, thậm chí là khi mà bạn viết một bài toán ra giấy và nó có thể hướng dẫn bạn từng bước cách làm như thế nào. Điều này quả thực là một cái cải tiến rất lớn trong của ChatGPT, và nó làm cho ChatGPT khác hẳn so với một số cái AI hiện tại có từ thị trường. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu xem các tính năng mà mới ra mắt của ChatGPT 4O này như thế nào nhé. Trước tiên ha, chữ O trong tên của GPT 4O có nghĩa là Omni. Đó có nghĩa là model này ngoài việc mà xử lý được hình ảnh, văn bản như là bản GPT 4.0 trước đây á, thì nó còn có thể xử lý được video, giọng nói. Nó mở ra một cách sử dụng rất khác cho model AI mà trước giờ chúng ta quen thuộc. Nếu giờ trước giờ chúng ta đã quen với việc mình sử dụng câu prompt chuẩn hoặc là một format nào đó, ví dụ như bạn theo một cái format nào đó bạn viết vào ChatGPT và GPT nó sẽ trả lời lại bạn các phản hồi bằng văn bản hình ảnh, thì bây giờ nó đã khác rồi. Bây giờ á, ngoài cái việc mà bạn gõ nội dung vào thì bạn có thể nói chuyện trực tiếp bằng giọng nói luôn. Ví dụ như bạn yêu cầu nó dịch thuật nè, hoặc là các bạn yêu cầu nó nói chuyện hoặc là hát một bài hát. Chưa hết là nó còn có thể sử dụng camera của điện thoại của các bạn và ghi nhận lại các hình ảnh và video và phân tích nó thời gian real time luôn. Nhưng gần như là không có độ trễ. Thì đó các bạn biết là ví dụ như trong ảnh này có gì nè, nó yêu bạn yêu cầu nó thì nó có thể xử lý được. Chưa hết ha, bản GPT 4.0 nè, nó còn mạnh mẽ hơn so với bản GPT 4.0 bình thường nữa. Tốc độ phản hồi của nó rất là nhanh và nó nhanh hơn so với những gì mà chúng ta đã quen thuộc với GPT 4 hoặc là GPT 4 Turbo. Trong cái đoạn video demo của OpenAI cho chúng ta thấy là các tốc độ phản hồi của nó gần như là tức thì luôn. Và mình cũng đã sử dụng thử thì đúng là tốc độ rất là nhanh, nhanh hơn so với GPT 4 rất nhiều. Và lưu ý nha, nó không phải chỉ có test mà nó còn có thể xử lý được giọng nói nha. Ví dụ như một số đoạn thoại thoại ở đây, các bạn có thể thấy bây giờ ChatGPT nó đã lợi hại đến mức nào. Tức là khi mà bạn sử dụng nó để mà đàm thoại cũng như là hỏi những ý kiến, hoặc là sử dụng nó giống như là một người trợ lý ảo thực thụ, có thể xem được những cái nội dung camera mà khi bạn quay real time mà nó có thể phản hồi được ngay lập tức tức thì đó luôn. Nó không giống như một số AI khác mà chỉ có thể gõ văn bản thôi. Thì bây giờ đây là một cái bản cập nhật rất là đáng giá của bản GPT 4O này. Ngoài ra thì sắp tới họ cũng sẽ cho ra mắt cái phiên bản là OpenAI dành cho desktop app nữa, nhưng mà chỉ sử dụng cho trên MacBook trước thôi. Nhưng mà mình nghĩ sẽ là trong tương lai họ có thể phát triển thêm cái phiên bản mà dành cho Windows, nhưng mà có thể là sẽ lâu hơn một chút. Trước mắt thì họ đã demo và họ sẽ release cái app cho macOS trước rồi. Theo như họ thông báo thì trong khoảng một vài tuần nữa thì họ sẽ cho trải nghiệm các tính năng mới từ bản GPT 4O này. Ở ví dụ này ha, ví dụ như người ta đang demo là viết một cái phương trình đi lên giấy và hỏi nó đây là cái gì, và nó giải thích đây là một phương trình ha. Rồi ví dụ như bạn ở trong đây, người ta đang demo là không có muốn nó đưa ra cái kết quả đầu tiên mà đưa ra những cái gợi ý để giúp cho mình hiểu được cách nào để giải phương trình này. Điều này rất là quan trọng nếu như sau này chúng ta có thể sử dụng nó giống như một trợ lý ảo để mà giảng dạy cho các bạn học sinh, rất là tốt luôn. Riêng cái cách này ha, ngoài việc mà bây giờ chúng ta cần phải có người mà dạy trực tiếp á, thì bây giờ ChatGPT này có thể sử dụng được 24/7 luôn, và nó có thể gợi ý và giúp cho bạn từng bước một. Nó đã mở ra một cách mà sử dụng ChatGPT rất là mới và sẽ giúp cái việc học hành trở nên tốt hơn. Trong cái đoạn video này thì ChatGPT đã demo một cách khá là hữu ích luôn và cực kỳ nhân văn luôn. Người đó cầm điện thoại đi và trên đường họ sử dụng ChatGPT và họ quay những cái gì mà xảy ra trước mắt, thì người đó không nhìn được. Nên họ đi đến đâu thì họ sẽ hỏi là trước mặt tôi là cảnh gì, rồi hôm nay có điểm gì đặc biệt hay không, thì ChatGPT
nơi giải thích à, có một cái con vịt đó đang làm cái gì cái gì. Và thậm chí là khi mà họ gọi taxi thì xong xuôi á, khi mà để chiếc taxi họ chạy đến á, nó sẽ báo là khi nào mà taxi sắp đến luôn. Cái này thì tính năng này demo thôi, chúng ta chưa có thể sử dụng được. Nếu mà thực tế mà sử dụng được thì đúng là rất là thú vị. Sau khi họ vào sau xe thì nó cũng chúc mừng, rồi chào hỏi rất là lịch sự các kiểu nữa. Đó là các cập nhật mà mình nghĩ nó rất là quan trọng và nó mở ra rất là nhiều tính năng mà chúng ta có thể sử dụng công nghệ AI. Ngày trước á, nếu mà mình xem những cái bộ phim mà khoa học viễn tưởng á, cứ nghĩ là nó sẽ cần những cái bộ máy nào đó nó phức tạp lắm, thì bây giờ chỉ cần một chiếc điện thoại có kết nối internet và cài ChatGPT và sử dụng phiên bản 4O này thì chúng ta đã có thể sử dụng nó như là một trợ lý ảo thực thụ luôn. Và quan trọng hơn á, là bản 4O này vẫn được cung cấp cho người dùng miễn phí, tức là đôi khi bạn không cần sử dụng bản ChatGPT 4 chấm mà phiên bản Plus hiện tại, thì theo như công bố thì bản 4O này vẫn được cung cấp cho người dùng miễn phí. Tuy nhiên nó sẽ có giới hạn về số lượng sử dụng. Theo như thông báo thì người dùng mà trả phí sẽ được sử dụng gấp 5 lần cái giới hạn mà so với phiên bản miễn phí. Thì ok, đó là một số cái cập nhật mà khá lớn trong bản ChatGPT 4O vào sáng hôm nay của OpenAI. Trong bản cập nhật này nó cũng có đề cập tới một số các phần mà tạo về hình ảnh, ví dụ như là cố định nhân vật hoặc là tạo những cái hành động khác nhau của nhân vật mà khi chúng ta upload lên và giữ lại cái nhân vật đó. Thì đây là một trong những cái điều mà mọi người mà làm truyện tranh á, đang chờ đợi rất là nhiều. Đồng thời á, là từ một cái văn bản hoặc là từ hình ảnh nó có thể tạo ra được hình ảnh 3D hoặc là nhiều cái view khác nhau của cùng hình ảnh đó. Bây giờ ChatGPT 4O còn có khả năng mà tạo những cái văn bản mà kèm với hình ảnh với cái số lượng văn bản rất dài, giống như một số AI khác như là Idoram hiện tại đi đó. Thì riêng về cái phần hình ảnh này mình sẽ có một video khác mình nói và mình demo trực tiếp để cho các bạn thể xem ha. Nhớ đón xem các video mới nhất của mình nhé. Bye bye.